VivoBook 14-15 giá từ 11,9 triệu đồng Ngày 21 tháng 5, Asus chính thức ra mắt bộ đôi sản phẩm máy tính nhỏ gọn VivoBook 14-15 tại thị trường Việt Nam Đây là mẫu ơn cha búc nhiều màu sắc, nhỏ gọn, đồng thời cũng là dòng laptop phổ thông hiếm hoi được trang bị bộ lưu trữ siêu tốc dung lượng cao SSD 512GB Máy có 4 màu sắc gồm bạc, xám, xanh, cam, với thiết kế viền mỏng Nano S 4 cạnh màn hình VIVOBOOK14 15 có thể được trang bị đến bộ vi xử lý Intel Core i7 thế hệ 8 hoặc AMD Z7 3700U, lưu trữ SSD 512GB, RAM 8GB. Máy có các tính năng hiện đại như bản lề chức năng kép Ergolift, đăng nhập bằng vân tay thông qua Windows Hello, sạc nhanh QUICKCHAZGE, cổng kết nối đầy đủ, kết nối không dây Wi-Fi 802.11ac băng tần kép và BLUETOOTH42. Asus trang bị tùy chọn SSD PCI Express tốc độ cao dung lượng lên đến 512 GB trên dòng máy phổ thông. VIVOBOOK14 trên 15 có khả năng nâng cấp rất linh hoạt, với một khe RAM DDR4 chống cho phép người dùng bổ sung tới 16 GB RAM cho máy, một cổng SATA3 đối với phiên bản sử dụng SSD PCI Express và một khe M2 NVMe đối với phiên bản sử dụng ổ cứng cổng kết nối đầy đủ trên VIVOBOOK14 trên 15 bao gồm đô la Mỹ Type C, USB 31, USD 20, HDMI và micro cho khả năng tương thích với nhiều thiết bị ngoại vi. Nguyễn Quang